Xin chào cô chú quý anh chị, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Thái Vlog nha. Các bạn mọi người thân mến, tiếp tục cái series khám phá ẩm thực của thành phố Tuy Hòa. Thì hôm nay Thái xin mời các bạn mọi người đến với một cái quán bánh xèo rất là hay, rất là ngon ở nơi này nha các bạn mọi người. Đây xin giới thiệu với cả nhà, quán bánh xèo Tôm Mực, địa chỉ là 20 Lê Thánh Tôn, có số điện thoại luôn. Rồi thì bây giờ Thái xin mời cả nhà đi vô thưởng thức cùng với Thái ha. Em chào chị ha. Xin giới thiệu với các bạn là mọi người là ở đây có tất cả là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái khuôn bánh xèo. Như một ngày mình bán bao nhiêu cái bột vậy chị? À? Một ngày mình bán bao nhiêu cái bột? Ngày 7kg, 8kg nha. Dạ, 7kg, 8kg. Ừ. Quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Từ 3 giờ đến 9 giờ rưỡi. Tức là từ 15 giờ đến 21 giờ đêm ấy. Ừ. 21 giờ rưỡi. Ở đây là ta có kể là những cái gì đâu chị? Này, tôm, mực, thịt trứng rồi đây. Tôm, thịt. Quay miếng ăn chia tiền cho cô. Chị rất là vui tính luôn ấy. Chị tên gì ạ? Nguyễn Thị Hạnh ha. Ở đây có một chị nữa này các bạn. Rất là vui tính không? Đang bị mặt mà mày quay đâu, đâu có thấy ta đâu. Mới gì đâu. Đừng có quay tôi cho mày ăn. Bao nhiêu một cái bánh như thế này chị? Bánh thập cẩm là 16.000. Bánh thập cẩm là 16.000. Tôm mực không là 12 nha. Tôm mực là 12. Tôm không là 7.000. Dạ. Chị có thể cho mọi người biết là cái quán mình đông khách nhất là lúc mấy giờ không chị? Lúc 7 giờ đến 8 giờ. 7 giờ đến 8 giờ đêm khách là đông khách nhất. Xem chị làm nha các bạn. Rồi giờ mình để cùng với mọi người thưởng thức cơm bò. Quay đây rồi. Mực, trứng, thịt, tôm. Rất là ngon ha. Wow. Hấp dẫn mọi người ơi. Mực đây mình mua từ sáng sớm mình đi chợ tới giờ luôn hả? Dạ. Sáng sớm mua. Dạ. Chị bán bao nhiêu lâu rồi chị? Bán đây 26 năm rồi. 26 năm rồi. Yeah. Đây xin chia sẻ và giới thiệu với các bạn người đây là cái không gian của cái quán này. Không có quay mày thưởng thức luôn. Hiện tại bây giờ thì khách chưa có, nhưng mà lát nữa đây thì khách rất là đông nha mọi người. Mình tranh thủ đến sớm để review cùng với mọi người. Chứ lát nữa đây thì không có chỗ ngồi thì khó là review. Wow, quá hấp dẫn mọi người ơi. Nhìn mát mắt thiệt hả chứ. Wow. 16.000 một cái như thế này nha mọi người, rất là rẻ đúng không? Có tất cả là tôm nè, mực nè, thịt nè. Wow, hai con tôm luôn bạn ơi. Quay mắm được kìa. Rồi xin và đây là một cái thau giá nè mọi người. Giá đổ. Wow. Khá tuyệt vời. Ở đây có mắm đây gọi là mắm mắm nêm. Mắm nêm. Mắm ớt trong. Và có một ớt với thơm ha, rất là ngon ha. Chờ là chín thôi cả các bạn mọi người ơi. Các bạn mọi người thân mến, thì thực đơn hôm nay Thái sẽ dùng đó là ba chiếc bánh, có tất cả là tôm mực combo luôn, 16.000 ha. Thưởng thức chung với mắm mà nêm ha, rất là ngon ở nơi đây. Thiệu với mọi người đây là mắm nêm nè, có một rổ rau sống khá là tươi luôn ấy.
nó đầy đủ không? Lấy tía tô, xà lách, dế. Wow, rất là ngon. Tuyệt vời. Wow, đây các bạn mọi người ơi, có thể nói là chị trang trí cái đĩa bánh xèo rất là ấn tượng đúng không? Rất là sinh động, rất là hay, đẹp không? Nhưng cái đây không phải thật sự bằng tre nữa, đây là bằng sứ nha mọi người, rất là đẹp không? Wow, dĩa bánh rất là ngon luôn ấy. Wow, quá tuyệt vời, cả trứng luôn này. Wow, bánh xèo hải sản quá là ngon. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chế trực tiếp cái mắm nêm này lên bánh ha. Và thêm như thế này mới ngon, mới đậm đà hương vị đúng sứ nẩu ha. Wow, thấy thèm rồi mọi người ơi. Đây, Thái xin mời mọi người ha. Đây, con mực này mọi người. Wow, nó đẻ sao mà nó tươi. Mực rất là tươi, giòn. Rất là ngọt. Ngon lắm mọi người ạ. Tiếp tục là thưởng một chút một bánh ha. Thưởng thức. Bánh rất là ngon. Bột mềm lắm, ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Đấy. Rất là ngon. Chúng ta sẽ ăn kèm với rau ha. Đây mọi người, ngon quá. Đây, hãy xin mời mọi người ha. Ngon lắm mọi người ạ. Rất là tuyệt vời. Thơm ngon vô cùng ạ. Bánh rất là giòn, hơi cháy giòn giòn, rất là thơm. Và đây cả trứng này mọi người. Rất là đẹp. Đấy, như mọi người cũng thấy là từ những con mực, thịt, trứng, tôm đều rất là tươi, ăn rất là ngọt mọi người ạ. 16.000 cho một cái như thế này ha. Rất là ngon, tuyệt vời. Chúng ta sẽ làm tiếp một cái nữa ha. Wow, con tôm nó rớt về kìa kìa. Con mực chứ. Wow, một cái thịt này mọi người. Wow. Thêm rau vào ha. Rất là ngon luôn. Thịt nha mọi người. Thịt rất là ngon. Cô chị bằng có những gia vị hành rất là vừa ăn, rất ngon. Mời mọi người ăn, rất là ngon. Ngon lắm các bạn, ngon lắm mọi người. Quá đẹp. Rồi, tiếp tục là một cái cuối cùng nha mọi người. Rồi, ăn ngon quá mọi người ạ.
nếu mọi người có dịp đến với Phú Yên, đến với thành phố Tuy Hòa thì ghé lại địa chỉ của quán này, 20 Lê Thanh Tôn không, để thưởng thức cái món bánh xèo rất là tuyệt vời, ngon lắm mọi người ạ. Cái mắm nêm ở đây rất là ngon rồi bạn, mình ăn nó hơi cay cay một xíu thôi nhưng mà rất là ngon, thơm lắm. Đặc biệt ngon là cái mắm nêm, rất là tuyệt vời. Wow. Bánh này ăn nóng rất là ngon. Khi mình để nó nguội thì không bình lúc nó ăn nóng ha, rất là ngon. Wow. Dễ lắm mọi người. Ấn tượng nhất là rất là tươi. Đẹp lắm. Xin mời mọi người ha. Ngon. Cánh một miếng ớt nha. Đẹp á. Có thể nói ăn ba cái mà còn muốn ăn nữa nha mọi người. Rất là ngon. Không cảm giác chán, ăn ngán chút nào. Bánh xèo hải sản. Các bạn mọi người thân mến, như vậy là trong vòng khoảng 15 phút thì Thái cùng với cả nhà cùng thưởng thức xong cái món bánh xèo rất là ngon ở nơi này nha các bạn mọi người. Hy vọng các bạn mọi người có dịp đến với thành phố Tuy Hòa, đến với tỉnh Phú Yên thì cũng nên ghé lại nơi đây thưởng thức cái món bánh xèo rất là tuyệt vời ở nơi đây nha mọi người. Đấy, quán bánh xèo tôm mực trứng không? Khá là hấp dẫn, thú vị quá.